Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript cơ bản phần 13. Chúng ta sẽ học về class. Trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ chữa bài của ngày hôm trước. Hãy điền một chữ trống để ép kiểu với cặp ngoặc nhọn. Thì chúng ta sẽ dùng công thức như sau: ngoặc nhọn string, đóng ngoặc nhọn tên, còn biến là chào. Chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Đầu tiên thì class có thuộc tính property tương tự như biến variable, còn phương thức method thì tương tự như hàm function. Chúng ta sẽ tạo ra một file mới tên là class.ts. New file class.ts. Thì chúng ta sẽ khởi tạo một class sinh viên. Trong class này thì chúng ta có một thuộc tính là name, là string, một phương thức đó là getName. Chúng ta sẽ đơn giản là return name thôi. Đây thì property này tương tự như biến, còn method tương tự như function, hàm. Chúng ta đi đến kiến thức tiếp theo, đấy là visibility. Thì ở đây có 3 cấp độ, một là public, là tất cả các class có thể truy cập được. Sau đấy là private, thì chỉ những class ở bên trong class thì mới truy cập được. Còn protect thì bên trong class và các class kế thừa thì sẽ truy cập được. Chúng ta sẽ cùng đi đến với ví dụ. Các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta đang không có tiền tố visibility thì mặc định sẽ là public. Thì chúng ta có thể bạn có nhìn thấy nhé, tôi sẽ tạo một biến sinh viên này, sinh viên 1 bằng new sv, và chúng ta sẽ có thể truy cập được luôn này, sv1.name bằng quá nhanh. Đấy, bạn có thể thấy là chúng ta có thể set giá trị cho name luôn mà không cần thông qua các phương thức, vì ở đây đang là public. Nếu như tôi để private ở đây, các bạn có thể thấy lỗi này, đây property name is private nên không thể truy cập về bên ngoài class sv. Còn chúng ta sẽ thêm một phương thức nữa, một nữa là set name. Chúng ta sẽ để phương thức này là public, tôi sẽ viết rõ cho các bạn thấy. Và chúng ta sẽ thêm một cái mới ở đây nữa là new name. Chúng ta sẽ set this.name bằng new name. Như vậy sẽ bảo toàn dữ liệu hơn. Và chúng ta muốn đặt tên cho SV1 thì chúng ta sẽ dùng hàm setName. Chúng ta sẽ truyền quá nhanh vào bên trong hàm. Đấy, như vậy là chúng ta đã set được name.
Tiếp đến thì chúng ta có hàm constructor. Hàm này thì chúng ta sẽ thêm một cách nữa để định nghĩa class, xác định class. Đây. Chúng ta sẽ thêm một constructor ở đây. Name. À, sinh viên. Constructor này chúng ta có thể để luôn name ở trong này. Xin lỗi các bạn, thì constructor của chúng ta sẽ chỉ là như thế này thôi. Và các bạn có thể vẫn thể để private name ở đây. Và các bạn thấy là chúng ta truy cập vào constructor name thì ở dưới lúc khai báo chúng ta cũng phải truyền này. Và để tránh không có lỗi này xảy ra thì chúng ta sẽ thêm một constructor truyền rỗng ở bên trong. Xin lỗi các bạn, TypeScript không cho phép chúng ta làm việc đấy. Vì vậy ở dưới này chúng ta sẽ phải truyền biến luôn. Hàng chẳng hạn. Đấy. Ok, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúng ta sẽ đi đến phần bài tập. Hãy thêm tiền tố để các class khác không truy cập được vào tên ở đây. Chúc các bạn may mắn với câu trả lời của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.